Rồi hôm nay cô bắt đầu Excel. Excel thì phiên bản mới nhất, cô không có cài ở đây, mà hầu hết các trường đều dùng phiên bản Microsoft Office 2010. Cho nên ở đây cô cũng nói về Office 2010 thôi, ha. Excel là phần mềm chuyên về bảng tính, nó nằm trong nhóm Microsoft Office. Microsoft Office là những cái phần mềm dùng cho những người làm văn phòng, Word để đánh máy mình đã học rồi, Excel để tạo những cái bảng tính, PowerPoint để tạo những bài thuyết trình, thì hôm nay mình học Excel. Khi khởi động Excel, biểu tượng Excel là chữ X đó, thì màn hình Excel có dạng như thế này. Ở trên nó cũng gồm có những cái tab, ví dụ tab Home, tab Insert, tab Bay Layout, tương tự như Word. Mỗi tab nó có những cái lệnh trong đó. Và nó khác Word ở chỗ là nó có thanh công thức formula bar chỗ này đây. Khi mình đặt con trỏ ô vào một ô nào đó thì trên này hiện lên bản chất cái ô đó chứa công thức hay chứa số hay chứa ngày tháng năm trên cái formula bar đó. Và chỗ này cho nó hiện lên công thức chỗ đó. Và bên đây và tại mỗi thời điểm thì con trỏ ô ở một cái ô nào đó gọi là hộp định vị hay là ô hiện hành ha. Mỗi ô phải có một địa chỉ ô hay là tên ô cũng vậy. Địa chỉ ô thì sẽ có dạng tên cột rồi tên dòng. Ví dụ cô đang ở ô hiện hành là E9. Excel mỗi mỗi một tập tin Excel nó có nhiều cái table. Nó không giống như Word. Word thì khi mình khởi động á thì nó đưa cho mình tờ giấy để mình đánh máy. Còn này nó đưa cho mình cái table. Mỗi table có nhiều dòng, nhiều cột. Tên cột nó được đặt tên bằng ký tự A, B, C đến cột cuối cùng là cột X, F, D. Tên dòng nó đặt bằng số, dòng số 1 và dòng số 1.048.000 mấy trăm dòng đó. Vậy thì tên ô sẽ kết hợp lại tên cột rồi tên dòng ha, số thứ tự dòng. Chỗ này hiện lên địa chỉ ô hay là tên ô hiện hành. Và cô đang ở ô hiện hành có tên là E9. Rồi, khi cô chọn một ô hoặc một vùng nào đó thì cô rê chuột đến góc dưới phải màn hình. Con chuột của cô nó sẽ đổi thành dấu cộng màu đen. Cái đó gọi là fill handle. Fill handle dùng để làm gì? Dùng để copy sang những ô lân cận hoặc dùng để điền số tự động ha. Rồi, mỗi tập tin Excel nó có nhiều cái sheet. Mỗi sheet là một cái table. Và đây dưới này nó có sheet tab. Khi mình tạo một tập tin mới thì Excel nó cho mình sẵn ba cái sheet. Ngoài ra mình có thể thêm sheet, xóa sheet vân vân. Mỗi tập tin ít nhất có một sheet hay là worksheet cũng vậy. Rồi, tập tin Excel từ 2007 trở đi thì phần mở rộng là XLSX. Trước đó phiên bản 2003 thì phần mở rộng nó là XLS thôi. Ngoài ra còn nhiều phần mở rộng khác nữa mà mình có thể lưu nó bằng lệnh File Server S ha, bằng Server S trong hộp thoại Excel ha. Có nhiều phần mở rộng khác nữa mình cần thì lưu nó bằng Server S2. Một tập tin được xem như một cuốn sách và gọi là workbook. Mỗi workbook, mỗi cuốn sách phải có nhiều trang. Một trang là một worksheet hay là một sheet. Và một trang thì một worksheet hay còn gọi là sheet có một cái tên, tên worksheet.
Rồi bây giờ đổi tên worksheet thì làm sao? Giờ cô khởi động Excel, tạo lập tin mới. Đây, nó cho cô tập tin bút 1, tên tập tin tạm thời là bút 1, và có ba cái sheet, sheet 1, sheet 2, sheet 3. Cô có thể đổi tên, ví dụ như ở đây sheet 1 cô đổi thành bài thực hành 3. Bài thực hành 3. Muốn đổi tên, cô nhấp đôi vào tên worksheet, hoặc cô click chuột phải, rename, sửa tên lại bài thực hành 2. Rồi ví dụ đây, bài thực hành 1 ha. Cô có thể thêm worksheet bằng cách click vào chỗ này, thêm worksheet bài thực hành 4. Rồi thêm worksheet bài thực hành 5. Rồi cô muốn đổi chỗ, ví dụ như bài thực hành 3, xong rồi bài thực hành 2, xong rồi bài thực hành 1. Cô muốn dời bài thực hành 1 ra trước này, thì cô chọn nó, ráp chuột, kéo, ấn giữ chuột trái, kéo, chạy ra ngoài trước. Bài thực hành 2 cũng chạy ra ngoài trước, kéo. Rồi ví dụ bây giờ cô muốn thêm vô một cái bài thực hành không, trước bài thực hành 1, nếu cô bấm đây nè thì cô thêm vô ở đây. Còn nếu cô muốn thêm vô chỗ này trước bài thực hành 1 thì cô click chuột phải vào nó, insert, và insert gì? Insert worksheet. Ok. Nó sẽ thêm một cái worksheet mới và nó đặt tên là sheet 6 tạm thời, tại đây có 5 cái rồi đó. Ha. Và mình có thể sửa lại bài thực hành không. Rồi. Ví dụ sheet dư nhiều quá, cô có thể xóa đi cho nó trống không gian, cho nó đỡ choáng không gian nhớ. Thì để xóa một worksheet, cô click chuột phải, delete, xóa mất. Click chuột phải, delete ha. Nếu trong worksheet nó chưa có dữ liệu gì hết thì nó xóa, nó không hỏi. Nhưng chỉ cần có dữ liệu một ký tự thôi, nhiều dữ liệu cũng vậy, một ký tự cũng vậy, khi xóa nó sẽ hỏi. Trước khi nó xóa, bạn chắc chắn xóa worksheet này sẽ mất dữ liệu đó, chắc hay không? Cancel là không xóa, còn delete là xóa. Đó. Rồi ví dụ như đây là bài thực hành 3, cô gõ vô chữ Nguyễn Hương. Bây giờ nếu mà cô ráp chuột, cô kéo thì là cô di chuyển nó. Trong khi ráp chuột kéo thì là copy ha. Copy bài thực hành 3 phiên bản 1 một cái, bài thực hành 3 copy thành cái nữa đây. Đó. Trong các phần mềm của máy tính, khi mình ráp chuột trái, ấn giữ chuột trái, mình kéo thì cô hay gọi là ráp chuột thì di chuyển. Nhưng mà khi ấn giữ control ráp chuột kéo thì copy. Trong Word cũng vậy. Trong Word một cái đối tượng nào đó ha, trong Excel, trong PowerPoint đều như vậy. Ví dụ như chèn vô một cái đối tượng nào đó, xong rồi cô nắm ráp chuột trái, cô kéo lại di chuyển. Nhưng trong khi kéo mà ấn giữ control là copy. Ha, cứ ấn giữ control kéo là copy. Trong Word, trong Excel, trong PowerPoint đều như thế. Rồi. Mỗi ô có một tên ô. Cô đang ở ô D4 ha. Tên ô gồm tên cột, tên dòng, cột D, dòng 4. Và cột đầu tiên là cột A, cột cuối cùng là cột XFD ha. Dòng đầu tiên là dòng 1, dòng cuối cùng là dòng 1.048.576. Có nghĩa là khi mình tạo tập tin mới trong Excel, nó cho mình ít nhất 3 worksheet.
và nó cho bao nhiêu oxit là do chỗ này đây, find option. Rồi in lose this many sheet 3. Chỗ này số 3 thì khi mình tạo tập tin mới nó cho mình 3 oxit. Còn mình giả sử mình muốn dùng rất nhiều oxit thì mình có thể tăng cái này lên, mỗi lần tạo tập tin mới nó cho 5 oxit thì chỗ này gõ số 5 ha. Rồi. Mỗi oxit là một bảng rất nhiều dòng, rất nhiều cột. Xài hết, bỏ. Hồi ngày xưa thì phiên bản Excel 2003 nó ít cột, ít dòng hơn. Chắc là người sử dụng dùng không đủ, cho nên phiên bản từ 2007 trở đi nó tăng số cột và tăng số dòng ha. Vậy thì tên của một cột và một dòng, tên của một cột à, tên của một ô gồm tên cột và tên dòng. Ví dụ ô cô tô màu vàng có tên là D3. Bây giờ nếu mình muốn tên cột cũng là số luôn được không? Cái này là muốn khác người ha. File option. Rồi formula. Chỗ này nè, row 1 column 1 reference type. Nếu cô đánh dấu checkbox này, cô ok, thì bây giờ tên cột cũng là số, tên dòng cũng là số luôn. Vậy bây giờ cái ô màu vàng hồi nãy nó tên là D3 ha. Bây giờ nó lại đổi tên khác thành dòng 3 cột 4 row 3 column 4. Và vậy thì cột cuối cùng là cột 116.384. Vậy một worksheet của Excel có 16.384 cột và 1.048.576 dòng. Nhưng mà khi mình đổi tên cột thành số luôn, tên dòng cũng thành số luôn, thì tên ô nó mắc công quá. Ví dụ nãy chỉ có D, cột D dòng 3 là được. Thế bây giờ dòng 3 column 4 ha, mắc công quá, cho nên đổi lại như bình thường. File option formula, bỏ đánh dấu row 1 column 1 đi. Rồi ok. Bây giờ thì ô màu vàng của cô tên là D3 ha. Tại sao mỗi ô có cái tên? Tại vì mình tính toán, khi mình tính toán mình gọi tên đó, cái tên là quan trọng ha. Mình có thể đặt tên lại một ô, ví dụ ô này màu vàng hen, chứa số 50. Rồi ví dụ bên đây ô màu xanh chứa số 20. Rồi cô có thể cài công thức, để cài công thức trong một ô Excel bắt đầu bằng dấu bằng. Cô lấy ô D3 nhân ô E3, cô có thể gõ lắp cóc vô D3 nhân E3 ha, cũng được. Hoặc là thay vì cô gõ như thế thì cô click bên đây, nó tự điền tên vô, nhân E3 tự điền tên vô ha. Mình không cần quan tâm mình muốn công thức mình lấy dữ liệu từ đâu, chỉ cần click vào chỗ đó, cái đó gọi là tham chiếu, công thức tham chiếu đến chỗ đó ha, thì tự nó điền cái tên vô. Và cô có thể đặt tên thêm, tên ô này là D3 rồi nè, tên ô này là E3 rồi nè. Bây giờ cô đặt ô màu vàng, đặt tên là vàng. Để đặt tên, cô bỏ chọn ô hoặc vùng muốn đặt tên, xong rồi bỏ điểm chèn vào trong nem bốc trên thanh công thức phía bên trái là nem bốc hộp chứa tên. Cô gõ đặt thêm tên là vàng, enter, thì bây giờ cái ô màu vàng này nó sẽ có hai cái tên, một tên là D3, một tên là vàng. Ô này cô đặt tên thêm là xanh, rồi enter. Đặt tên thì vô nem box đặt
Nhưng xóa sửa tên thì phải vô formulary. Formulary name manager, người quản lý tên. Nãy giờ cô đặt hai cái tên nè, xanh vàng ha. Rồi bây giờ chỗ này cô dùng tên của Excel đặt, ở dưới này cô dùng tên của cô đặt vàng nhân xanh này ha, cũng ra 1.000 nhé. Nếu cô muốn xóa tên, vô tab formula name manager và xóa hoặc sửa, cô xóa delete, ok, cô xóa một cái tên rồi, thì ở trên này dùng tên của Excel vẫn còn kết quả công thức. Ở dưới này dùng tên cô đặt, thì đây lớp mình thấy nè, nãy cô xóa tên của vàng, cho nên trong công thức này vàng nhân xanh, xanh thì có đó, nhưng nó tìm cả tập tin không có chỗ nào tên vàng hết, cho nên nó báo lỗi là name. À, vậy đặt tên ô hoặc tên vùng theo cái nguyên tắc là bắt đầu bằng một ký tự hoặc dấu gạch mà ấn shift á, ha, ấn dấu shift xong gạch, tức là gạch bên dưới đó, chứ không được bắt đầu bằng số hay cái gì khác. Tên theo nguyên tắc bắt đầu bằng ký tự hoặc dấu gạch mà ấn shift. Rồi khi mình làm việc với Excel đó thì sẽ có những cái dạng con trỏ chuột như thế này. Đầu tiên là thấy con trỏ chuột dấu cộng màu trắng không? Dấu cộng màu trắng để làm cái gì? Để chọn ô hoặc chọn vùng. Chọn để làm gì? Chọn để định dạng, để đặt tên ha, cũng có thể copy ha, cũng có thể cut. Rồi, ngoài ra khi mình đang chọn một ô hoặc một vùng, rê chuột vào góc phải dưới của ô hoặc vùng đang chọn đó, thì bây giờ dấu cộng màu trắng này đổi thành dấu cộng màu đen. Dấu cộng màu đen này gọi là fill handle. Fill handle này dùng để làm cái gì? Dùng để copy sang những ô bên cạnh, những ô lân cận đó, hoặc là điền số hoặc danh sách tự động. Nhớ hai dạng con trỏ chuột này nè ha. Ngoài ra còn một dạng con trỏ chuột nữa là mũi tên 4 chiều. Khi mình thấy con trỏ chuột mà nó đổi thành mũi tên 4 chiều thì ráp chuột kéo có thể di chuyển cái ô hoặc cái vùng đang chọn đó ha. Rồi, di chuyển ô hoặc vùng đang chọn. Tại sao mà cô đưa ra cái này để cô nói? Tại vì khi mà cô dạy Excel kế toán đó thì các bạn hay bị lỗi như thế này ha. À, ví dụ như cô có cột tài khoản nợ thì tài khoản 111 là tiền mặt, 511 doanh thu, 632 là giá vốn, 131 là phải thu của khách hàng, 711 là doanh thu khác, rồi 1331 là thuế giá trị gia tăng được khấu trừ tài khoản nợ nè ha. Bây giờ cô biểu chọn cái cột này nè để đặt tên thì dấu cộng màu trắng chọn là đúng. Nhưng có một số bạn không chọn bằng dấu cộng màu trắng mà chọn bằng dấu cộng màu đen thì nó thay đổi các tài khoản của cô hết rồi ha, cẩn thận chỗ đó hen. Vậy thì dấu cộng màu trắng là để chọn, dấu cộng màu đen điền số tự động hoặc copy sang những ô lân cận ha. Rồi di chuyển, ví dụ cô chọn hai ô này, khi cô để chuột ở đây trở thành mũi tên 4 chiều, cô ráp chuột cô kéo là nó sẽ di chuyển. Đó, ba dạng con trỏ chuột thường nhìn thấy trong Excel. Rồi, nhập dữ liệu. Đối với Word đó thì mình đánh máy thôi, ít có tính toán, phải không? Trong Word cũng có tính toán đó, nhưng mà nó không hay, không có chuyên nghiệp, cho nên người ta ít có dùng. Còn bây giờ đối với Excel, nhập vô để tính toán, mà vậy thì phải nhập dữ liệu cho nó đúng. Cho nên khi mình nhập dữ liệu, nếu mình nhập chuỗi hay còn gọi là văn bản, tiếng Anh là test, chuỗi ký tự, thì mặc định nó sẽ canh bên trái của ô ha.
Mình muốn canh bên phải thì mình canh, mình muốn canh giữa thì mình canh. Mặc định khi nhập chuỗi văn bản nó sẽ canh trái trong ô. Còn khi mình nhập số number á thì mặc định nó sẽ canh phải văn bản. Để làm chi? Ví dụ như cái số nhỏ nhất tận nguồn bên phải, để ví dụ như số 1 thì tận nguồn bên phải, 1 không 10 thì số 1 ra trước dễ nhìn thấy. Ngày giờ nếu mà nhập đúng thì nó cũng tự động canh phải. Tại sao nó canh phải? Thực chất ngày tháng năm trong Excel nó tính bằng số. Nó quy ước ngày 1 tháng giêng năm 1900 là 1. Cứ thế ngày 2 tháng giêng năm 1900 là 2. Vậy thì ngày 1 tháng 2 năm 1900 là 32. Ngày 2 tháng 2 năm 1900 là 33. Lớp cô nói vậy lớp mình nghe kịp không? Ngày 1 tháng giêng năm 1900. Cô bấm enter tự động nó canh phải thì có nghĩa là trong ô này là số ha. Và này nè, năm 1900 thì nó là năm nằm tận cùng bên phải là đúng rồi. Còn phía trước này, ngày 1 tháng 1, ngày với tháng nó giống nhau cũng không sao. Nhưng nếu bây giờ cô nhập ngày 2 tháng giêng năm 1900 thì coi chừng cái thói quen của Mỹ thì người ta hay nhập tháng xẹt ngày xẹt năm. Còn Việt Nam mình thì hay nhập ngày xẹt tháng xẹt năm. Bởi vậy cho nên trước khi nhập ngày tháng năm trong Excel, mình kiểm tra cái máy mình coi thử nó đang theo dạng ngày tháng năm của Mỹ hay là của Việt Nam. Cô nói nôm na như thế ha. Bằng cách nào kiểm tra? Gõ một ngày lớn hơn 12, ví dụ 13, 14, 15, 31 chẳng hạn. Cô gõ nè, ví dụ 31 tháng giêng năm 2023. Nếu cô bấm enter mà nó canh phải thì cái ngày tháng năm máy cô đang theo kiểu Việt Nam. Còn nếu nó canh trái, nó canh trái nè, ô màu vàng nó canh trái thì nó hiểu là tháng 31. Có tháng 31 không? Không, cho nên nó coi cái này như chuỗi ha. Vậy có nghĩa là cái máy cô ngày tháng năm nó đang theo dạng là tháng xẹt ngày xẹt năm. Cho nên muốn nhập 31 tháng giêng năm 2023, cô phải nhập tháng trước nè. Tháng 1 ngày 31 xẹt 23. Năm á thì khi nhập năm trong một ô, mình chỉ cần nhập hai ký số sau thôi. 20 không cần. Nghe rồi, enter nó tự động nó canh phải. Đó. Vậy bây giờ muốn sửa lại cái máy mình theo nhập ngày tháng năm theo thói quen của Việt Nam thì vô Control Panel. Control Panel tìm ở đây. Control Panel mở ra. Cái cửa sổ Control Panel đó thì có nhiều cách xem. View by, large icon, small icon hoặc là category theo loại. Cô thì hay xem theo dạng biểu tượng to. Và nó có cái mục region. Chỗ region này nè là địa phương ha. Bấm vào đó region, nó sẽ mở ra một cái hộp thoại region. Thì ngay chỗ format này nè, English United States, cô thường giữ y. Cô thích dùng số theo kiểu Mỹ, dùng ngày tháng năm theo kiểu Việt Nam, cho nên cái này cô để y. Chứ nếu ở đây mà chọn Việt Nam, ở đây nó có format Việt Nam nè, thì nó sẽ mang nguyên một cái bộ thói quen của Việt Nam vào trong Excel. Thói quen Việt Nam gồm số thì dấu cách hàng ngàn là dấu chấm, dấu thập phân là dấu phẩy. Còn ngày tháng năm thì ngày xẹt tháng xẹt năm. Nhưng cô không thích dùng số theo kiểu Việt Nam, cô thích dùng số theo kiểu Mỹ. Cho nên
Mình chỉ việc chọn Additional Setting, thiết lập bổ sung à thôi. Bấm chỗ này sẽ mở thêm một hộp thoại nữa có tên là Customize Format. Và trong hộp thoại này có 4 cái tab: tab Date, thay đổi cách hiển thị hay là ngày tháng năm, dùng ngày tháng năm trong máy. Ngay chỗ Date Format và Sort Date thì nó có Month, sẹt đi, sẹt year. Đó, cho nên cô nhập 31, sẹt 1, sẹt 2023, nó canh trái là do như vậy ha. Bây giờ muốn sửa thói quen lại thì chỗ này nè, cô gõ lại là DD, sẹt MM, sẹt YYYY. Hai chữ D để làm gì? Hai chữ D để cái một ngày tháng năm á, những cái ngày nhỏ hơn 10 nó thêm 01 đến 09. Hai chữ M cũng tương tự như vậy, những tháng nhỏ hơn 10 thì nó thêm 01 đến 09 để cái cột ngày tháng năm của mình nó ngay hàng thẳng lối trên dưới cho nó đẹp ha. Rồi, khi gõ sọt đét rồi thì nhớ apply rồi mới ok ha. Apply rồi ok. Apply rồi mới ok. Nhớ apply rồi mới ok ha. Bây giờ thì của cô nè. 31 tháng Giêng năm 2023 ha. Rồi 31. Rồi ở đây rồi nha. Ngày 1 tháng Giêng năm 1900. Ngày 2 tháng Giêng năm 1900 ha. Cô gõ theo cái kiểu của Việt Nam. Rồi cô điền số thứ tự tự động nè. Rồi đây, cái cột C này nè, cô copy, cô bỏ qua đây. Hai cột này giống y nhau ha. Dữ liệu cột C và dữ liệu cột D giống y nhau. Ngày tháng năm trong Excel thực chất là số. Cột D này nè, cô giữ y là dạng ngày tháng năm. Cột C này nè, cô đổi thành dạng số bằng cách trong tab Home có nhóm Number. Và chỗ này nè, nó đang là Date. Bây giờ cô chọn General thì nó đổi thành số ngày 1 tháng Giêng năm 1900 bằng 1. Hai cái này bằng nhau hay khác nhau? Cột màu hồng và cột màu xanh giống nhau hay khác nhau? Cô so sánh nè. Bằng OC1 có bằng OD1 hay không? Nếu nó bằng nó trả về true, không bằng nó trả về false. Bằng nhau ha. Vậy có nghĩa là ngày 1 tháng Giêng năm 1900 chính xác bằng 1. Cho nên ngày tháng năm nó lưu trong Excel là số mới tính toán được trên ngày tháng năm. Ví dụ sau này mình làm mở một khách sạn, cái khách đến ngày 15 tháng 4 năm 2023, khách đi ngày 22 tháng 4 năm 2023, không cần xòe bàn tay đếm, chỉ cần lấy hai thời điểm trừ nhau ra thời gian. Mà muốn vậy thì phải nhập ngày tháng năm cho đúng. Mà muốn nhập đúng thì phải kiểm tra coi cái máy mình đang nhập ngày tháng năm theo kiểu gì. Ngày sẽ tháng sẽ năm hay tháng sẽ ngày sẽ năm. Rồi, nó true hết nè ha. Vậy thì nè, ngày 1 tháng Giêng, ngày 2 tháng Giêng đến ngày 31 tháng Giêng là số 31. Ngày 1 tháng 2 có phải là bằng số 32 không? À không, hiểu chưa? Rồi ngày 2 tháng 2 là số 33, đúng không? Nè, nó true, nó bằng nhau hết nè. Vậy thì ngày hôm nay, ngày hôm nay là ngày mấy? 5 tháng 5, 5 sẹt 5 sẹt 23. Ngày hôm nay nó chính là ngày mấy tháng mấy năm mấy?
Để đổi một cái ngày tháng năm sang định dạng số thì mình có thể chọn tab home, nhóm number, chọn general. Hoặc cái thứ hai là cũng trong tab home nó có clear, xóa và xóa định dạng ha. Vậy thì ngày hôm nay cách ngày 1 tháng giêng năm 1900 là 45.051 ngày đó ha. Cứ thế tính tới. Vậy thì những số từ 1 đến 2.958.465 gọi là serial number. Có nghĩa là sao? Máy tính của mình đó, người ta chỉ quy ước dùng được ngày tháng năm từ ngày 1 tháng giêng năm 1900 đến cái ngày cuối cùng mà dùng máy tính được trên cái máy tính của cô nè là ngày 31 tháng 12 năm 9999. Ai mà sống đến năm 10.000 thì lúc đó phải khắc phục sự cố Y10K. Giống như ngày xưa cô làm ở phòng xây dựng năm 1990 thì máy tính giai đoạn đó ngày tháng năm chỉ dùng được đến 31 tháng 12 năm 1999 thôi ha. Đến năm 2000 thì trước khi đến năm 2000 thì Ủy ban quận 10 phải tổ chức một cái ban khắc phục sự cố Y2K ha. Tại vì đến nếu mà không khắc phục đó thì máy tính không dùng được ngày tháng năm đó, ha. Còn cái này là đến năm 10.000 mà nếu máy tính này vẫn còn sử dụng thì phải khắc phục sự cố Y10K năm 10.000. Hồi đó là Y2K, thế là năm 2.000. Y là year đó, 2K là 2.000 ha. Rồi vậy thì nếu mà cô đổi cái này ra thành số thì số đầu tiên là số 1 và số cuối cùng là số 2.958.465. Số nằm trong cái khoảng đóng này, nằm trong khoảng đóng này gọi là serial number, là số có thể định dạng thành ngày tháng năm. Ví dụ bây giờ số 5.000, cô có thể định dạng thành ngày tháng năm không? Có. Ví dụ như chọn chỗ này sọt đét thì nó là ngày 8 tháng 9 năm 1913. Ví dụ số 2.000.000, cô có thể định dạng lại thành ngày tháng năm không? Được không? Được. Cô chọn sọt đét thì nó là ngày 23 tháng 10 năm 7.375. Nhưng mà số 3.000.000, cô có thể định dạng thành ngày tháng năm không? Số 3.000.000 này định dạng sọt đét, nó sẽ không định dạng thành ngày tháng năm được ha. Thậm chí số lớn hơn cái này một số, 2.958.466, lớn hơn một số thôi, nó cũng không định dạng lại thành ngày tháng năm được. Số trên thì được ha, số dưới không được đó ha. Số trên là 31 tháng 12 năm 9999 đó. Rồi vậy thì những số từ 1 đến 2.958.465, 1 tức là ngày 1 tháng giêng năm 1900 đó, 2.958.465 tính chính là ngày 31 tháng 12 năm 9999 đó ha, là những số mà có thể đổi thành số cũng được, đổi thành ngày tháng năm cũng được. Vô để đổi thành số hoặc ngày tháng năm thì nhắc lại nè, do nó quan trọng cho nên nhắc lại hoài. 1 tháng giêng số nè, số 1 hen. Rồi 2.958.465, hai số này nè, muốn đổi thành ngày tháng năm thì chọn chỗ này sọt đét. Rồi hai cái số này nè, hai cái ngày tháng năm này nè, muốn đổi thành số thì
chọn general ha, hoặc là không chọn general thì xóa định dạng đi, nhưng cũng trở về bản chất của nó là số. Rồi ngày tháng năm nhập nó cũng phải cẩn thận bằng cách kiểm tra thử máy mình coi theo kiểu tháng xẹt ngày xẹt năm hay ngày xẹt tháng xẹt năm. Còn số cũng vậy, số thì thói quen của Mỹ ha, thói quen của Mỹ là dấu cộng phân là dấu chấm, dấu khách hàng là dấu phẩy. Tất cả các phần mềm của ngân hàng á, khi mình đi vô mình gửi ngân hàng bằng tiết kiệm giấy á, gửi 10 triệu thì nó in ra 10,000,000, dấu khách hàng là dấu phẩy. Trong khi Việt Nam mình ngược lại ha, Việt Nam mình là dấu cộng phân là dấu phẩy thì dấu khách hàng là dấu chấm, nó rất là mắc công. Cho nên cô thích dùng số theo kiểu Mỹ hơn, tại vì bây giờ đa số các phần mềm đều dùng số theo kiểu Mỹ. Vậy thì để xem và sửa thói quen định dạng số trong Excel, mình cũng vô Control Panel. Và Control Panel mình vô chỗ Additional Setting, đừng sửa nguyên cái bộ Việt Nam nha. Và coi nè, Decimal Symbol là ký hiệu dấu thập phân ha. Rồi Digit Ribbon Symbol là ký hiệu dấu phân nhóm hàng ngàn ha. Còn dưới này List Separator, thực ra thì cái này không cần để ý cũng không sao, ký hiệu dấu phân cách giữa các đối số. Một cái hàm thì nó có nhiều đối số, ví dụ hàm left hai đối số thì hai đối số đó cách nhau bằng dấu phẩy hoặc chấm phẩy, tùy thuộc vào mình dùng số theo kiểu của Mỹ hay kiểu của Việt Nam ha. Rồi Decimal Symbol Mỹ thì nó dùng dấu chấm, cô nói nôm na vậy nè, ví dụ như 8.5 thì Mỹ ghi là 8.5, trong khi Việt Nam thì ghi là 8.5. Còn Digit Ribbon Symbol thì dấu cách hàng ngàn, Mỹ thì nó dùng dấu phẩy, 3 triệu thì 3,000,000, trong khi Việt Nam lại dùng dấu chấm, 3,000,000. Nếu mình dùng số theo kiểu Mỹ thì dấu cách các đối số sẽ là dấu phẩy ha. Hàm lép hai đối số nè, trả về những ký tự bên trái, ví dụ như lép ABCD hai đối số cách nhau bằng dấu phẩy, trong khi nếu dùng số theo kiểu Việt Nam thì các đối số cách nhau bằng chấm phẩy. Cho nên mình cũng phải coi cái máy mình đang dùng theo số kiểu Mỹ hay số theo kiểu Việt Nam ha. Rồi để kiểm tra điều đó thì cô làm sao, cô gõ 8.5 thử, ví dụ như cô gõ theo kiểu Việt Nam 8.5, nó canh trái, có nghĩa là máy cô đang dùng theo kiểu gì, của Mỹ phải không, có nghĩa là cô phải gõ 8.5 mới được ha. Rồi cô phải coi thử coi dấu cắt các đối số là dấu phẩy hay chấm phẩy, bằng cách cô gõ một cái hàm bằng, ví dụ như hàm lép, lép mở ngoặc, thì hàm này có hai đối số, đối số đầu test xong rồi phẩy, num character, thì cô biết là máy cô dấu cách các đối số là dấu phẩy ha. Và vậy thì nó định dạng số theo kiểu của Mỹ. Vậy cô thì thường hay định dạng ngày tháng năm theo kiểu của Việt Nam, còn số theo kiểu của Mỹ. Nói cái từ định dạng thì nó hơi nhầm lẫn. Định dạng là thay đổi hình thức, không thay đổi giá trị trong ô. Bởi vậy cho nên chỗ nào đây? Trước khi nhập ngày tháng năm thì phải chỉnh Control Panel rồi mới nhập ha. Chứ nếu mà
mình nhập rồi mình chỉnh control panel là nó không ăn thua ha. À, nhớ trước khi nhập ngày tháng năm phải chỉnh control panel theo thói quen của mình rồi mới nhập. Còn nếu mình nhập trước khi mình chỉnh control panel á, nó sai hết rồi, xóa đi, chỉnh rồi mới nhập. Giống như mình gõ bản mã thì mình mới gõ ha. À, tại vì khi mà mình chỉnh control panel rồi mình gõ là nó lưu trong nó, đã lưu trong nó như thế rồi, không thay đổi. Rồi đó là ngày tháng năm. Để thay đổi cách hiển thị số, hiển thị số trong Excel thì cũng vô region và nên để cái chỗ này English United States rồi additional setting. Trong phòng máy thực hành đó thì có những cái đa số, hình như đa số các thầy lại chỉnh lại số theo kiểu của Việt Nam, có nghĩa là dấu cách hàng ngàn là dấu chấm và dấu thập phân là dấu phẩy. Và vậy thì dấu cách các đối số sẽ là chấm phẩy. Và nếu mình muốn sửa lại thì additional setting nè, rồi tab number có decimal symbol sửa lại là dấu chấm, digit grouping symbol sửa lại là dấu phẩy và list separator là dấu phẩy đó. Ngoài ra từ phiên bản 2010 trở về sau thì có thể là mình không cần vô control panel, mình có thể thay đổi cách hiển thị số, cách dùng số trong cái Excel của mình bằng cách nào. Mình có thể vô chỗ File Option Advanced và chỗ này nè View System Separator. Nếu đánh dấu checkbox này thì số của mình sẽ theo control panel, còn không đánh dấu cái này ha, không đánh dấu này thì số của mình sẽ theo chỗ này decimal separator là ký hiệu dấu thập phân, thousand separator là ký hiệu dấu cách hàng ngàn. Nếu mình không vô control panel thì mình có thể chỉnh ở đây và bỏ đánh dấu này để nó không theo control panel và dùng theo chỗ này thôi. Rồi tab dev hồi nãy cô nói rồi, nhớ chỉnh xong phải click apply rồi mới ok nha. Rồi bây giờ trong Excel ví dụ như mình có cái danh sách 1.000 nhân viên, bây giờ không lẽ mình gõ số thứ tự từ 1 đến 1.000 thì mình sẽ có hai cách nhập số thứ tự vào trong một cột của Excel. À, ví dụ cách một cột số thứ tự nè, cô gõ, nếu mà cô gõ một số thôi thì cô ấn giữ control và kéo fill handle. Fill handle là dấu cộng màu trắng hay màu đen? Fill handle là dấu cộng màu trắng hay màu đen? Màu đen, tức là nó nằm góc phải dưới của ô hoặc vùng đang chọn. Ấn giữ, nếu gõ vô một số thì ấn giữ control kéo fill handle ha. Còn cách thứ hai, nếu gõ vô hai số, ví dụ 1, 2, hai số liên tiếp. Tại sao mà cô cứ bấm enter cái nó qua đây? Tại hôm nay cô chấm bài thì từng người, cô chia ra từng cột. Cô thiết lập chỗ này nè, file option rồi advanced chỗ này nè. After pressing enter move selection, cô cho nó right là nó qua phải. Bấm enter thì từ ô hiện hành này nó qua ô bên phải của ô hiện hành đó. Bây giờ mặc định thì trong Excel thường nó bấm enter nó xuống dòng dưới ô dưới. Ok ha. Rồi nếu cô nhập vô hai ô liên tiếp, bây giờ cô chọn hai ô đó, kéo fill handle không ấn giữ control. Và cách thứ hai này còn gọi là điền số tự động theo cấp số cộng. Cấp số cộng với số gia là số thứ hai trừ số thứ nhất. Ví dụ bây giờ cô gõ 1 sau rồi 5. Vậy thì cô kéo fill handle sẽ điền tự động theo cấp số cộng với số gia là 9 à 4
số gia là 4, phải không? 5 trừ 1 là 4 nha. 1, 5 cộng cấp số cộng, số gia là 4. Rồi, đối với số là như thế, đối với chữ ví dụ NV nhân viên 00 1, nhân viên 00 2, cô kéo nó cũng điền tự động tăng dần đây. Nghe, nhân viên đó. Chẳng những số vừa số vừa chữ điền tự động mà cô có thể điền thứ tiếng Anh, ví dụ như Sunday. Cô gõ Sunday chủ nhật, phải không? Xong cô kéo fill and đồ tự động nó điền vô đây. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday ha. Cô gõ thứ mà gõ nguyên nó cũng điền tự động như thế. Cô gõ ba ký tự đầu thôi nó cũng điền ha. Ví dụ cô gõ Minh cũng được, bất kỳ một cái thứ nào hen. Rồi cô kéo nó cũng điền tự động cũng ba ký tự thôi đó. Tương tự với tháng cũng vậy, tương tự với tháng, ví dụ như tháng giêng là gì, January, phải không? Cô có thể viết nguyên, cô có thể viết ba ký tự thôi. Nếu mà cô viết thường thì nó điền chữ thường, cô viết qua thì nó điền chữ qua. Rồi cô kéo nè ha, tháng giêng, tháng hai, tháng ba, tháng tư, tháng năm, tháng 12 ha. Nhưng mà bây giờ nếu mà cô điền thứ hai, cô kéo nó ra thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu như là tiếng Anh không? Không có, chỉ là thứ hai thôi. Tại sao? Những cái như thế này gọi là custom list, điền danh sách theo khách hàng thiết lập. Những cái tiếng Anh này nè, những cái thứ tiếng Anh, tháng tiếng Anh là Excel nó đặt sẵn rồi. Còn mình thì, của mình thì mình chưa đặt. Bây giờ mình muốn, nếu mình kéo thứ hai thì nó ra thứ tư, thứ ba, thứ tư, thứ năm, sáu, bảy, chủ nhật. Thì vô chỗ file, chỗ nào đây? Nhập, cái đó gọi là điền danh sách. Vô chỗ file option advanced, cuộn xuống dưới cuối á. File option advanced, cuộn xuống dưới cuối, nó sẽ có edit custom list, sửa danh sách tùy chọn. Bấm vào đây thì đây nè, Sun, Moon, Till, West, True, vân vân. Những cái này là những cái có sẵn của Excel. Bây giờ mình muốn thêm danh sách của mình thì New List, New List, danh sách mới. Cô có thể gõ vô đây, ví dụ cô gõ vô đây là thứ hai, rồi Enter thứ ba, rồi thứ tư, rồi thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Xong rồi cô gõ bên chỗ list entry nè, xong rồi cô bấm F, cái nó qua đây nó nằm ha, là cái đó của cô mới thêm vô. Cái nào của cô thêm vô cô có thể xóa được, delete nè. Còn cái nào của Excel nó không cho mình xóa ha. Những cái của Excel có sẵn nó không cho mình xóa, cái mình thêm vô mình mới xóa được. Và khi mà cô thêm vô như thế rồi, vậy bây giờ trong Excel cô có thể gõ vô một cái thứ nào đó hoặc chủ nhật. Ví dụ bây giờ cô gõ thứ ba, gõ một cái thứ nào đó, một cái mục nào trong danh sách đó đều được. Cô kéo thì nó cũng điền vô ha. Cô gõ chủ nhật cũng được, miễn là phải đúng chính tả của nó. Rồi kéo là cũng điền ra thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm.
thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Cái đó gọi là custom list. Mình có thể thêm một cái custom list bằng cách là chọn một cái danh sách xong rồi import nó vô chỗ này cũng được. Ví dụ như cô có cái danh sách này nè, họ và tên, rồi Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Hưng, Lý Minh Quang, Triệu Minh Mẫn. Cô muốn đưa vào trong custom list để khi nào cô cần, cô chỉ việc gõ họ và tên, cái cô kéo cái nó ra danh sách này ha. Vậy thì chọn nó, xong rồi file, option, rồi advanced, vô edit custom list. Và cô đang chọn cái ô từ B2 cho đến B8 này nè, cô import ha và add nó vô, import nó vô đây nè, xong rồi add nó vô, rồi ok ha. Rồi ok, bây giờ trong bất kỳ tập tin nào của Excel, cô chỉ cần gõ họ và tên, kéo thì nó ra cái danh sách của cô đưa vô custom list đó ha. Nào, hết rồi nó trở lại họ và tên nữa đó, đó. Cái nào của mình làm mình có thể xóa được. Cái custom list đó mình có thể gõ bất kỳ một cái mục nào trong đây. Ví dụ bây giờ cô gõ Lê Ngọc Bích cũng được. Cô gõ Lê Ngọc Bích, rồi cô kéo thì nó cũng ra bắt đầu từ Lê Ngọc Bích, Đỗ Thành Minh, xong tiếp tục đó ha. Đó, vậy đó. Gõ bất kỳ một cái mục nào trong custom list, kéo thì nó cũng ra cả danh sách và nó lặp lại, nếu hết, lặp lại, nếu hết. Rồi mình có thể xóa custom list bằng cách file, option, advanced và vô cái chỗ edit custom list. Danh sách của mình có thể delete nó, ok. Danh sách của mình có thể delete nó, ok. Ok, ok. Bây giờ mà gõ họ và tên, kéo là nó không đi, không ra nè. Gõ thứ hai, kéo là nó không ra nè. Tại cô mới giờ xóa rồi ha. Kéo fill handle không ra, vẫn là thứ hai thôi. Rồi, copy và paste trong Excel. Copy là chép nó vào clipboard ha. Khi mình chọn một đối tượng nào đó, copy Ctrl C hoặc Ctrl X khích thì nó vô clipboard nó ở. Mình trong một ô Excel nó có thể gồm nhiều thành phần. Value là cái giá trị của nó. Formula, công thức, format, định dạng, comment, ghi chú, copy vào clipboard như là trong Windows và Word. Nhưng khi mình pass ra, mình có thể pass diesel, pass Ctrl V thì nó mang tất cả những cái thành phần mà cô mới vừa kể đó, giá trị, định dạng, công thức, rồi tất cả những cái trong đó nó ra. Còn ngoài ra mình có thể chọn pass diesel ha, on tương đương với Ctrl V, pass toàn bộ ra. Chỗ này pass công thức, pass giá trị, pass định dạng thôi, pass ghi chú thôi, pass ràng buộc điều kiện nhập liệu thôi, pass tất cả trừ body, pass độ rộng cột, pass công thức và định dạng số, pass giá trị và định dạng số. Rồi ngoài ra có cái này thường dùng nè, đổi dòng thành cột và ngược lại. Đổi dòng thành cột thế nào? Ví dụ cô có chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư. Bây giờ cô muốn làm thời khóa biểu, mà thời khóa biểu thì cái này nó xếp theo dòng, cho nên cô copy
copy cái này vô list bar. Bây giờ list chuột phải pass bezel nó có transpose đổi dòng thành cột và ngược lại cột thành dòng ha. À, những cái thường dùng đó mình list chuột phải nó cũng có transpose nè, không cần phải mở hộp thoại pass bezel ha. Còn ngoài ra cô thường hay dùng pass value 123, pass value 123 ha, chỉ lấy giá trị thôi, không lấy gì khác nữa, không lấy công thức, không lấy định dạng, không lấy gì hết. Khi mình copy cái gì đó trên internet, trong Word cũng vậy, chỉ lấy văn bản thôi thì nó có cách của Word, còn trong Excel là value ngay chỗ 123 đó. Rồi như cô nói, trong một ô, một khối thì sẽ có dữ liệu, trong đó nó có nhiều thành phần, định dạng, nội dung, ghi chú, hyperlink. Cho nên trong tab home nhớ editing về sau này nó có nút clear. Clear thì có thể clear all. Clear all là xóa tất cả các thành phần trong cái ô hoặc cái vùng mà mình đang chọn để xóa đó ha. Còn nếu clear format, clear format thì chỉ xóa định dạng thôi. Giống như nãy cô gõ ngày tháng năm vô, cô xóa định dạng nó trở về dạng số, ngày tháng năm là dạng số mà ha. Rồi clear nội dung thôi, clear content chỉ xóa nội dung thôi, và tương đương với bấm phím delete trên bàn phím. Khi mình chọn ô hoặc chọn vùng dữ liệu nào đó, mình bấm phím delete trên bàn phím thì nó chỉ xóa nội dung dữ liệu trong đó mà thôi, còn định dạng nó vẫn còn trong đó ha. Rồi clear comment xóa ghi chú, rồi clear hyperlink xóa hyperlink thôi. Hyperlink là một cái vùng hoặc cái ô mà khi mình click vào đó nó có thể đi đến chỗ khác hoặc nó thực hiện cái gì đó, giống như trên trang web chỗ nào có hyperlink là chỗ có bàn tay thế này nè, click nó đi đến chỗ khác hoặc download gì đó ha. Rồi dữ liệu thì nhập dữ liệu là quan trọng, nhập nhất là nhập ngày tháng năm ha. À, nhập số và ngày tháng năm rất là quan trọng, cho nên trước khi nhập ngày tháng năm phải kiểm tra, trước khi nhập số phải kiểm tra cái máy mình coi thói quen của nó như thế nào. Nhập thô vô xong rồi cài công thức xong rồi mới định dạng. Định dạng là thay đổi hình thức, không thay đổi giá trị trong ô. Tuy nhiên khi dạy thì cô dạy cái định dạng trước cho nó xong các cái định dạng đi, còn đi làm đi thi á, đi thực hành thì ngược lại, gõ thô cài công thức xong rồi mới định dạng. Tại định dạng nếu mà trong đề thi không có yêu cầu định dạng thì nhiều khi định dạng không có, thầy cô cũng ít chấm điểm lắm ha. À, quan trọng là cài công thức cho nó đúng, không có lỗi. Rồi hộp thoại format cell chứa tất cả các lệnh định dạng trong cái cell. Format cell định dạng số và ngày giờ, định dạng phông chữ, vị trí hướng xoay văn bản, kẻ khung, phân biệt grid line và border, tô màu nền cho nhân dân. Đó là những cái định dạng thường dùng. Bây giờ nãy giờ cô chưa có phân biệt grid line và border nè. Grid line là cái gì? Là đường phân chia ô này với ô khác, thường thường in ra không thấy. Còn border là cái đường mình kẻ, in ra chắc chắn thấy ha. Rồi vậy thì coi grid line và border đây. Ví dụ cái này nè, nó có grid line, view grid line, không thấy grid line ha. Border là cái đường kẻ, nhìn chỗ nào có đường kẻ thì kẻ. Border in ra thấy, còn grid line không thấy. View grid line thì khi mà ring review nó chỉ thấy cái border thôi, không nhìn thấy grid line. À, muốn in grid line ra như có chỗ có đó này, cool. Rồi bài số 3 thì cô yêu cầu gõ để biết gõ như thế nào ha. Rồi cột bảng ghi chi phí thuê khách sạn thì gõ vô ở
OA1. Rồi, ồ chỗ này OA1. Rồi số thứ tự. Rồi bên đây họ và tên. Rồi bên đây mã phòng. À, khi mà cô kéo độ rộng cột vô mã phòng xong rồi ngày đến. Ngày đến. X. Ngày đến mở ngoặc tròn X ha. Thì cái mã phòng này nè, giả sử cô kéo độ cao dòng, để thay đổi độ cao dòng kéo nó ra thôi. Nếu chỉ chọn một dòng thì thay đổi độ cao có một dòng thôi. Nếu chọn nhiều dòng thì thay đổi độ cao nhiều dòng bằng nhau ha. Rồi, thay đổi độ cao dòng. Nếu kéo một độ cao dòng thôi. Thì cái mã phòng này nè, cô có thể đánh dấu ráp test. Chỗ này nè, chọn ráp test là xuống dòng trong ô khi độ rộng cột không đủ để nó chứa đó ha. Nhưng mà khi cô kéo ra đủ chỗ thì nó lại không xuống dòng. Vậy muốn xuống dòng bất chấp độ rộng cột lớn hay nhỏ thì muốn xuống dòng chỗ nào mình bấm Alt Enter chỗ đấy. Alt Enter thì độ rộng lớn nhỏ gì cũng xuống dòng hết. Vậy thì ngày đến xong rồi muốn chữ X này xuống dòng thì sao? Alt Enter xuống dòng ha. Tương tự ngày đi, Alt Enter xuống dòng. Và canh văn bản trong ô canh thì đây nè, chỗ này là canh theo chiều ngang he, còn canh theo chiều dọc. Chỗ này nè, canh theo chiều ngang, canh theo chiều dọc ở trên này đây. Không cần click chuột phải cell alignment như là trong Word ha. Ở đây nó có canh theo chiều ngang, canh theo chiều dọc, có xoay hướng chữ. Tất cả những lệnh định dạng đều nằm trong hộp thoại format cell. Tuy nhiên lệnh nào thường dùng, nó để đây nè, cái này thường dùng cho nên để thêm. Nhóm phông định dạng phông chữ thường dùng. Nhóm alignment định dạng canh văn bản trong ô thường dùng. Nhóm number những định dạng số thường dùng ha, vân vân. À, nó cũng có style đó, nhưng trong chương trình mình học Excel không có học style. Rồi canh chiều ngang, canh chiều dọc. Rồi đến ngày đi. Rồi Alt Enter gõ chữ Y. À, copy định dạng nè, chọn ô mà mình định dạng được rồi đó. Format Enter nó tương tự như trong Word, và quét những cái chỗ nào muốn copy định dạng ha. À, giá phòng Alt Enter mở ngoặc đơn Z. Rồi Y trừ X. Rồi Y trừ X chia 7. Rồi Y trừ X nhân Z. Rồi Y trừ X nhân Z bình phương.
Z bình phương. Bình phương là chỉ số trên. Chỉ số trên là subgrid, phải không? Subgrid là subgrid. Subgrid, phải không? Mà cái này ít dùng cho nên không có phím tắt. Trong Word thì cái chỉ số trên này thường dùng phím tắt là Ctrl Shift dấu cộng. Còn subgrid chỉ số dưới thì phím tắt trong Word là Ctrl dấu bằng, đúng không? Tuy nhiên ở đây ít dùng cho nên trong này cũng có subgrid mà phím tắt cũng không có. Mình phải quét chữ số 2, sau này mở hộp thoại phông, mở hộp thoại format Excel bằng cách bấm nút chỗ phông nè. Trong hộp thoại này sẽ có subgrid là chỉ số trên, subgrid là chỉ số dưới, và gạch bỏ ha, rồi đó, ok. Thì số 2 nó đưa lên trên làm chỉ số trên. Rồi bây giờ cô thấy nè, họ tên, mã phòng, dưới này họ tên lại tách ra thành hai ô, phải không? Vậy cô chèn trước mã phòng một cột. Để chèn một cột thì cô click vào cột C, mã phòng, xong rồi click chuột phải, insert, nó sẽ chèn một cột. Để xóa một cột, cô click chuột phải, delete, xóa. Để chèn nhiều cột, trước cột mã phòng, cô chọn bắt đầu từ mã phòng. Và ví dụ cô muốn chèn 3 cột thì cô chọn 3 cột, sau đó click chuột phải, insert, chèn 3 cột trống trước cột mã phòng. Tương tự chèn dòng cũng vậy, xóa dòng cũng tương tự y vậy ha. Rồi, xóa bớt, chọn nó, delete. Đó. Thay đổi độ rộng cột cũng tương tự như thay đổi độ cao dòng. Nếu mà cô không chọn ô nào cột nào hết thì cô kéo nó đi một cột thôi. Cô chọn nhiều cột, kéo độ rộng cột thì độ rộng các cột đó sẽ bằng nhau ha. Rồi chỗ này họ và tên, hai ô này cô trộn lại thành một ô. Ở đây có merge cell, merge and center. Chỗ này nó gom hai định dạng, một định dạng là trộn ô, một định dạng là canh giữa. Trộn xong rồi canh giữa. Rồi dưới này thì số thứ tự, chỗ này là Lý Sơn. Rồi bên đây T2C. Rồi, trước khi gõ ngày tháng năm phải kiểm tra. Hồi nãy cô chỉ cách kiểm tra rồi và cô đã sửa máy cô rồi. Cô gõ ngày đi 24 tháng 5. Tháng 5 năm 13 để coi thử coi ngày tháng năm máy cô theo Mỹ hay theo Việt Nam. Nó canh phải theo Việt Nam rồi, vậy cô mới gõ những ngày tháng năm khác hen. Rồi đây 10 tháng 5, 10 tháng 5 năm 13. Rồi giá phòng thì đây 8 USD. Nếu mà cô gõ 8 USD, 8 rồi khoảng trắng USD, thì giả sử bây giờ cô cũng canh giữa nó, nhưng trong ô này nhìn trên đây bản chất nó là chuỗi cho nên không tính toán được. Vậy nè, 8 đô la này ha. Rồi giả sử cô gõ 8 đô la như thế này, coi cái ô này nha. Rồi xong rồi bên đây cô gõ y trừ x bằng ngày đi trừ ngày đến, nó ra 14 ngày. Rồi cái này bằng y trừ x chia 7 bằng y trừ x chia 7
Còn cái này thì bằng y trừ x nhân z bình phương bằng y trừ x nhân z là giá phòng bình phương, bình phương trong Excel là cái dấu mũ này nè ha. Rồi hai, lũy thừa trong Excel là cái dấu mũ, rồi lũy thừa hai là bình phương đó, thì dấu mũ và hai. Nhưng mà nó không ra, nó ra value là tại sao? Tại vì y trừ x là 14 mà nhân với một cái chuỗi, hai cái giá trị nó khác nhau, nhân nhau báo lỗi ha. Ô mà có chữ 8 đô la này không tính toán được. Nhìn đây trên thanh công thức nó là 8 USD, cô chỉ gõ số 8 thôi ha, thì nó mới ra 896. Vậy bây giờ làm sao định dạng có chữ đô la? Cái này phải mở hộp thoại format Excel. Để mở hộp thoại format Excel, cô có thể click vào đây cũng hộp thoại format Excel. Click vào đây cũng hộp thoại format Excel. Ở đây cũng vậy, hộp thoại format Excel ha. Hộp thoại format Excel còn có thể mở bằng cách click chuột phải format Excel. Rồi, hộp thoại format Excel có 6 cái tab. Tab number chứa các lệnh định dạng số và ngày tháng năm ha. Tab alignment chứa các lệnh định dạng về canh văn bản trong ô, những cái nào thường dùng trên đây có nè em. Tab phong chứa các lệnh định dạng ký tự trong ô, những cái nào thường dùng trong nhóm phong có nè, còn ít dùng ví dụ như subscript, subscript phải vô đây em. Rồi tab border chứa các lệnh kẻ border trong Excel, cái nào ít dùng, cái nào thường dùng nó có thể để trong đây nè, chỗ này border lại để trong nhóm phong nè ha. Ha, tuy nhiên những cái này thì ít lựa chọn hơn, mở này ra nhiều lựa chọn hơn, có thể kẻ đường chéo cũng được ha, có thể kẻ đường nhiều kiểu cũng được. Tab fill chứa các lệnh về tô nền trong ô hoặc vùng, chỗ này tương đương với thùng nước sên, thùng nước sên này. Tuy nhiên trong tab fill này nhiều lựa chọn hơn, còn có fill effect, fill effect nè, thì tô hai màu đậm nhạt khác nhau nè, đủ thứ đủ thứ ha. Rồi còn có more color, còn có button, button kiểu, kiểu button như thế nào, rồi màu cho button như thế nào. Nói tóm lại là những cái thường dùng thì đây ít lựa chọn hơn, còn muốn có nhiều sự lựa chọn mình mở hộp thoại ra nó có rất nhiều sự lựa chọn ha. Tab rotation bảo vệ bản tính, lock hoặc là ẩn, lock là khóa, hidden ẩn công thức, công thức cũng là bản quyền trí tuệ. Đôi khi mình cài một cái bản tính mà rất nhiều công thức hay muốn giấu người ta thì cho nó ẩn công thức. Tuy nhiên mặc định tất cả các ô đều được đánh dấu lock, lock ha. Nhưng mà nó nói là locking cell hoặc là locking cell or hidden, hidden formula has no effect, chưa có hiệu lực until, trừ phi you rotate worksheet. You rotate, rotate worksheet là bạn bảo vệ worksheet của bạn, bảo vệ worksheet rồi nó hướng dẫn. Để bảo vệ worksheet thì trong tab review nhóm trên ấn vào nút protect và nhập vô cái password ha, ha. Và vậy thì những cái chỗ lock hoặc là hidden này mới có hiệu lực đó. Chỗ nào muốn ẩn công thức thì chọn cái vùng, cái ô, cái vùng muốn ẩn công thức đánh dấu hidden, xong rồi, xong rồi protect, protect the worksheet đó thì nó mới có hiệu lực, chứ nếu không bảo vệ nó sẽ không có hiệu lực ha.
Rồi vậy 8 đô la định dạng số mà nó có chữ trong đó, cho nên cô chọn 8 number. Và 8 number thì number nè có dùng dấu cách hàng ngàn, có bao nhiêu số lẻ sau dấu thập phân nếu muốn dùng ở đây ha. Còn nếu định dạng mà theo ý mình thì custom, chọn custom. Và custom ở đây ngay chỗ custom, chỗ thay bờ này nè, cô có thể dùng dấu thăng hoặc số 0. Dấu thăng có ý nghĩa thế nào, số 0 có ý nghĩa như thế nào, cô giải thích đây ha. À, ví dụ như cô có một cái cột số thứ tự. Rồi, cột số thứ tự. Cô kéo số thứ tự xuống. Rồi, cô có cột số thứ tự đó. Nhưng bây giờ cô muốn định dạng số thứ tự, cô luôn luôn có 5 ký số. Những cái nào có số của nó thì nó định dạng, thì nó để số nó ra. Còn không có số thì nó hiện số 0 vô nghĩa ha. Vậy chọn ô hoặc vùng muốn định dạng. Chọn ô hoặc vùng muốn định dạng, cô chọn bằng dấu cộng màu gì? Màu trắng, dấu cộng màu trắng. Mở hộp thoại format Excel ra. Tab number custom. Chỗ này chỗ type đó, cô chọn 5, cô gõ 5 số 0. 1 2 3 4 5, 5 số 0. Ok. Thì số thứ tự của cô luôn luôn có 5 ký số, định dạng 5 ký số ha. À, chỗ nào có số của nó thì hiện số, còn không không có số thì hiện số 0 vô nghĩa, đó là số 0. Còn dấu thăng là sao? Ví dụ ở đây cô có 2,5 triệu. Ở đây cô có 0. Ở đây cô có 12.000. Ở đây cô có 0. Ở đây cô có 3,6 triệu. Ha. Bây giờ cô định dạng cái này nè. Những cái chỗ nào số 0 vô nghĩa, không hiện ra, số 0 mà không có giá trị, không hiện ra, thì mở hộp thoại format Excel. Chỗ custom, cô có thể chọn thăng, phẩy, thăng, thăng, thăng. Cô dùng số theo kiểu Mỹ. Cô dùng số theo kiểu Mỹ thì thăng, phẩy là dấu cách hàng ngàn, ngoài sau 3 ký số nữa, dấu cách hàng ngàn mà. Dấu thăng thì số 0 vô nghĩa, không hiện ra ha. Vậy thì số của cô nè ha, chỗ này số 0 vô nghĩa, số 0 vô nghĩa, ok, không hiện ra, và nó có dấu cách hàng ngàn đó ha. Vậy thì trở vô cái bài tập số 3 của mình. Trở vô bài tập số 3. À, định dạng số 8 này nè. Mở hộp thoại hoặc Excel, chọn custom, và ngay chỗ type này nè, mình có thể chọn hoặc là cái này, hoặc là cái này cũng được ha ha. Rồi chọn cái này hoặc cái này cũng được, hoặc gõ vô cũng được. Chữ của mình thì mình bao trong cặp nháy kép. Chữ gì? Chữ đô la, nháy kép. Nhớ là nháy kép không phải là hai dấu nháy đơn đứng gần. Gõ hai dấu nháy đơn báo lỗi nha. Và nó giống y. Ví dụ nè, nháy đơn giống y không? Giống y, cho nên cẩn thận. Một dấu nháy kép, xong rồi gõ USD, xong rồi gõ một nháy kép nữa. Nháy kép nha, không dùng nháy đơn. Rồi, ok. Khi đó số của cô nè, số của cô có chữ đô la trong đó, nhưng mà trên thân công thức vẫn là số 8 thôi ha, ha. Bây giờ nãy cô định dạng có ô thôi. Những ô dưới cô muốn copy định dạng thì format Benton, copy xuống. Và dưới này thì bây giờ đây à, 9, gõ số 9 thôi, nó sẽ có đô la ha. À, nhấp đôi. Ví dụ nha, cô chọn dòng hoặc cột, cô nhấp đôi đó. Nếu mà cô chọn dòng, cô nhấp đôi ngay chỗ này,
thì chiều cao dòng sẽ vừa với nội dung trong ô, vừa với độ cao của chữ trong ô. Tương tự cột nè, cô nhắc đôi chỗ này thì độ rộng cột sẽ vừa với dữ liệu trong cột đó ha. Nè, vừa với dữ liệu trong cột, vừa với dữ liệu trong cột đó. Rồi chỗ này 8, 9, 10 gõ số thôi, 10 xong rồi 10 nữa, xong rồi 10 nữa, nhìn lên đây bản chất của nó là số thôi. Rồi dưới này 9, 8, 8, 9, 7 đó, ha. Cột này là số thôi, nhưng định dạng có đô la, và cô nói rồi đó. Rồi hết rồi, hết rồi. Dữ liệu những dòng khác y vậy nè. Cài công thức trên một dòng thôi ha. Sau rồi copy xuống các ô lân cận. Ở đây copy, kéo fill handle xuống. Cài công thức ô đầu tiên, copy kéo fill handle, copy kéo fill handle, gõ dữ liệu ngoài trước này ha. Xong rồi gõ dữ liệu xong, xong rồi mới cài thức, rồi mới định dạng. Định dạng thì kẻ khung nè, bấm dày cho nó gọn he. Rồi chỗ này ô này cho chữ to lên và canh giữa theo chiều dọc. Trộn ô, vừa trộn vừa canh giữa, mở enter cho chữ to lên, chữ màu xanh. Chỉ có chỗ này trộn ô, chỗ này trộn ô thôi, còn tất cả không có trộn ô ha. Thường trong giáo trình đó, những cái bài người ta làm sao người ta kẻ border, cái người ta view bỏ read line đi, mình tưởng là trộn hết, không có trộn nha. Người ta bỏ read line và chụp hình bỏ vào giáo trình thôi. Rồi tô nền thì thùng nước sơn nè, có đổ vô cũng được, đổ màu nào nó vô màu đấy. Còn nếu muốn nhiều lựa chọn hơn thì mở hộp thoại format Excel, mở hộp thoại format Excel, tab view, chỗ này tương đương thùng nước sơn, đổ màu nào vô màu đấy. Chỗ này button, chỗ này fill effect, fill effect. Ví dụ nào, cô chọn đủ thứ. Rồi màu, màu gì, hai màu, màu trắng màu xanh he, hoặc là màu trắng màu hồng đó. Ok rồi, ok. Muốn nhiều lựa chọn hơn thì mở hộp thoại format Excel. Tuy nhiên đi thi, đi thực hành thì ưu tiên cảm thức đúng, ngồi đó mà tốn thời gian này coi chừng rớt ha. Thầy cô không cần phải tô màu mè dữ thế này đâu, cần he. Rồi xóa màu thì sao? Thùng nước sơn, no fill, no fill, xóa màu. Kẻ border cũng vậy, border có sẵn ở đây. Còn nếu muốn nhiều lựa chọn hơn thì mở hộp thoại format Excel, tab border. Và chỗ nào cô có thể chọn đường, đường đậm kẻ ở trên, ở dưới có thể kẻ đường chéo nữa đó, bên đây, bên đây ha, bên đây. Ở đây thì kẻ đường bình thường ha. Rồi ok nè, đường đậm ở trên, còn đường ngang này bình thường. Ở dưới này cô có thể kẻ đường chấm chấm, chọn nè, con trỏ chuột chứa cộng màu trắng, mở hộp thoại format Excel border. Cô kẻ đường chấm gạch ở đây ha. Và chấm gạch đường màu gì? Đường chấm gạch màu xanh. Kẻ chỗ giữa chỗ này. Ok. Đó, đường chấm gạch. Ha. Xoay văn bản thì cái này cũng thường dùng nè. Cho nên chỗ này cũng có nè. Trong hộp thoại format Excel cũng có, chỗ này cũng có. Cái định dạng thì cứ thử rồi sẽ thấy nha. Chỗ này cũng có.
bấm chỗ này lần nữa trở về bình thường, đó là nút bật tắt đó, ví dụ như vậy ha. Vậy cô muốn đi chợ trở lại chiều ngang thì cô bấm là nó, cô đang chọn nó là nó màu vàng là bấm lần nữa bỏ nó, nó là nút bật tắt. Rồi đó là định dạng trong Excel, tất cả nằm trong hộp thoại format Excel. Ngoài ra những cái định dạng thường dùng thì nó để trong tab Home đây. Rồi cô qua công thức và hàm trong Excel. Trong Excel mà nếu không dùng công thức với hàm á thì gõ trong tới buông trong Word cũng được, đúng không? Cho nên cái hay của Excel là công thức và hàm. Vậy thì một cái công thức như thế này đây, một công thức bắt đầu bằng dấu bằng, và trong công thức đó nó có thể có toán tử, ví dụ như dấu lớn hơn hoặc bằng, dấu cộng, dấu trừ, dấu bằng, gọi là toán tử. Rồi trong công thức của Excel nó có thể có các ô, tên khối, cái này gọi là tham chiếu ha. Tên ô, tên vùng, tham chiếu. Rồi trong công thức nó còn có thể có dữ liệu đưa trực tiếp vào trong Excel, ví dụ như số 87, số 0.75, chuỗi NU là nữ đó ha. Rồi số 0.5, số 0. Rồi trong công thức còn có tên hàm, ví dụ như if là tên hàm. Vậy thì mình rút kinh nghiệm nè, mình để ý mình thấy trong công thức của Excel bắt buộc tên ô, tên hàm, số không bao nháy kép, còn chuỗi bắt buộc phải bao nháy kép, và nhớ là nháy kép không phải là hai dấu nháy đơn, nhớ nha. Đó, số, tên, tên ô, tên hàm, số không bao nháy kép, chuỗi bao nháy kép, nhớ nha. Tên là không có bao nháy kép. Toán tử thì gồm có toán tử số học như là phép cộng, ký hiệu, phép trừ là dấu gạch mà không ấn shift á, dấu nhân là ký hiệu bằng dấu sao, dấu chia ký hiệu bằng dấu này, số mũ ký hiệu bằng dấu này. Rồi trong Excel nó có toán tử nối chuỗi, dấu và nối hai chuỗi lại với nhau. Ngoài ra còn có toán tử so sánh như là dấu nhỏ hơn hoặc bằng, dấu lớn hơn hay bằng, dấu khác là dấu này nha, chứ nó không phải là dấu dấu thăng đâu. Tùy nó quy ước như thế nào là dùng như thế đấy. Dấu khác nhau nè là dấu nhỏ hơn, lớn hơn ập lại trong Excel ha. Trong Excel dấu khác nhau là như thế, còn trong ngôn ngữ C á, dấu khác nhau là dấu thăng, xong dấu thang, xong là dấu bằng là khác nhau. Tùy vào ngôn ngữ Excel thì khác nhau, dấu khác nhau như thế này, ngôn ngữ khác. Cho nên mình học máy tính là mình học cái quy ước của họ, họ quy ước thế nào thì mình dùng như thế đấy là được ha. Các biểu thức so sánh luôn trả về một giá trị true nếu đúng và false nếu sai. Rồi bây giờ tham chiếu trong công thức, các loại địa chỉ trong Excel, tên ô hoặc tên vùng trong một công thức gọi là một cái tham chiếu. Rồi cô ví dụ đây, ví dụ cô có cái danh sách cán bộ gồm số thứ tự, họ tên, hệ số, thu nhập, mình phải tính ra. Bên này mức lương tối thiểu cô để trong ô màu vàng và nó có giá trị là 2 triệu. Bây giờ tính thu nhập của Trần Mạnh Hùng thì cài công thức bằng, cài công thức bắt đầu dấu bằng, hệ số Trần Mạnh Hùng trong ô C3 nhân mức lương tối thiểu trong ô F3 ha. Cô bấm Enter rồi copy cái công thức đó xuống, kéo fill handle, chỉ có ông Trần Mạnh Hùng là 9,2 triệu thôi, còn tất cả dưới đều bằng không. Và tại sao
Tại sao? Tại vì ở đây bằng C3 nhân F3 thì ra 9 triệu 2 là đúng. Nhưng khi cô cứ bi xuống thì đây C4 mức lương của Lý Nguyễn Hưng nhân với số 0 bên đây ha. Tương tự 5 bên F5 bên đây, tương tự F6 bên đây, tương tự F7 bên đây, F8, cho nên nó bằng 0 hết. Vậy cho nên trong Excel có 3 loại tên hay là 3 loại địa chỉ. Địa chỉ tương đối thì gồm tên cột rồi tên dòng thôi. Ví dụ F3, cái ô màu vàng đó tên là F3 ha. Ô màu vàng tên là F3. Địa chỉ tương đối khi copy nó đã thay đổi. Ví dụ C3 thay đổi thành C4 nè. F3 thay đổi thành F4. Copy xuống thì thay đổi theo dòng ha. Bây giờ trong Excel còn hai loại địa chỉ nữa. Tuyệt đối là trước tên cột F có dấu đô la, trước dòng 3 có dấu đô la. Vậy thì cái nào mà muốn cố định cả dòng cả cột thì mình dùng địa chỉ tuyệt đối có đô la trước tên cột, trước tên dòng ha. Còn hỗn hợp là nó có một thành phần có tuyệt đối thôi, một thành phần đô la thôi. Ví dụ đô la F3 thì cố định cột F dòng 3 có thể thay đổi. F đô la 3 thì chỉ cố định dòng 3 thôi, cột thay đổi ha. Vậy thì ba loại địa chỉ: tương đối copy thay đổi, tuyệt đối copy không thay đổi dòng cột luôn, hỗn hợp thì có thể cố định cột, cố định dòng. Và cả bốn cái địa chỉ này nè đều chỉ đến ô F3 này đây, nó chỉ khác nhau khi copy mà thôi. Khi mình copy thì cái nào có đô la giữ y, cái nào không có đô la sẽ thay đổi ha, ha. Vậy thì chỗ này cô cảm thức lại làm sao để cô copy xuống nó không thay đổi mức lương tối thiểu. C3 nên để tương đối hay tuyệt đối? C3 nên để tương đối hay C3 nên để địa chỉ tương đối để copy xuống thành C4 là hệ số của Nguyễn Hưng, hệ số của Lý Minh Quang, nhân dân. Rồi, nhân với F3, nhân F3. F3 nên để tương đối hay tuyệt đối? Tuyệt đối. Mình có thể bỏ điểm chèn vào trước F gõ đô la, bỏ điểm chèn trước số 3 gõ dấu đô la. Tuy nhiên trong Excel nó có, khi mình chọn một ô hoặc một vùng nào đó rồi mình bấm F4, nó sẽ thay đổi loại địa chỉ từ tương đối sang tuyệt đối, sang cố định dòng, cố định cột, trở về tương đối, tuyệt đối rồi MT. Bây giờ cô copy xuống thì cái F3 là tuyệt đối, cho nên lúc nào cũng là F3 hết ha. Trong trường hợp này nè, cô cố định, cô copy có xuống một cột thôi, cho nên cô có thể dùng địa chỉ hỗn hợp được không? Được. Bằng C3 tương đối nhân F3, cô chỉ cần cố định gì dòng thôi cũng được, tại cô có copy có một cột thôi mà ha. Đổi cố định dòng thôi, enter cũng ra kết quả y như thế ha. Nhưng mà nếu mà cô copy qua dài qua đây nữa mà cô chỉ cố định dòng thôi thì cột nó thay đổi đó, đúng không? Vậy ba loại địa chỉ nè, ba loại địa chỉ: tương đối, tuyệt đối, hỗn hợp, cố định cột, cố định dòng. Khi nào mình cài công thức xong là mình nghĩ là chút nữa mình sẽ copy, và cái vùng hoặc cái ô nào muốn cố định thì mới dùng công thức địa chỉ tuyệt đối. Còn nếu công thức đó mà không copy đi đâu hết thì không cần quan tâm đến loại địa chỉ ha. Rồi ví dụ như cô có ô màu vàng C3, ô màu xanh
D3. Bây giờ cô cảm thức bằng ô màu vàng nhân ô màu xanh. Nếu công thức tham chiếu đến những ô vùng trong cùng một xít thì tên ô đơn giản là tên cột rồi tên dòng thôi. Nhưng mà nếu công thức tham chiếu đến một cái xít khác, ví dụ như bên đây bằng, cô qua xít bên đây, cô lấy cái này, cô nhân với cái này, thì bây giờ tên ô của cô không còn là, không còn chỉ có cột dòng nữa, mà nó có tên xít chấm than, tên ô ha. Đó gọi là địa chỉ ô dạng đầy đủ ha. Nếu mà cô tham chiếu đến một ô mặt hoặc một vùng trong một cái xít khác thì nó kèm thêm tên xít chấm than, tên ô. Còn nếu cô tham chiếu đến một cái tập tin khác, tập tin khác ví dụ như bằng, cô tham chiếu đến tập tin bài tập Excel copy, ví dụ chỗ này bảng ghê vận chuyển, thì bây giờ chỗ này nè, bài tập Excel bằng, cô lấy cái khác đi cho nó dễ thấy, bảng tên hàng chỗ này đi, đơn giá nhập chỗ này đi ha. Ô này là ô B18 nè, cô mang cái đó ra đây. Thì khi cô tham chiếu đến trên này, tham chiếu đến ô khác, ở sheet khác, thì nó tên sheet chấm than, tên ô. Còn cái này, tham chiếu đến tập tin khác, thì có tên tập tin, tên sheet chấm than, tên ô. Và vậy thì khi mình tham chiếu đến tập tin khác, nó là địa chỉ tuyệt đối ha. Tham chiếu đến tập tin khác, nếu cái tập tin này đang mở nè, phải không? Bài tập Excel copy đang mở thì nó tên tập tin, sau này tên sheet chấm than, tên ô. Còn nếu tập tin này mà đóng lại rồi, tập tin này giả sử đóng lại thì bên đây nó còn có đường dẫn đến tập tin, tên tập tin, tên sheet chấm than, tên ô. Rất may mình không cần phải gõ lóc cóc cái đường dẫn như thế, mình chỉ cần muốn tham chiếu chỗ nào click vô chỗ đó và Excel nó biết, tự biết cách nó điền vô cái địa chỉ tên dạng đầy đủ của cái ô, cái vùng muốn tham chiếu đó. Cái này gọi là địa chỉ ô hoặc vùng dạng đầy đủ he. Đó rồi, ví dụ như bây giờ cô đặt tên cái này là màu, tên là vàng. Cái này tên là xanh ha, thì cô đi sheet nào cô dùng nó cũng được hết á. Bên đây là cô dùng tên của Excel, bên đây là cô dùng tên của cô bằng vàng. Tên có bao dòng dấu nháy kép không? Tên có bao nháy kép không? Không, tên số không bao nháy kép, chỉ có chuỗi bao nháy kép thôi. Trong công thức á, vàng nhân xanh thì nó cũng ra y như thế ha, đây 120 nè, vàng nhân xanh nghĩa là tên mình đặt nó có giá trị trong cả tập tin, chỗ nào cũng được hết. Và muốn xóa sửa tên thì vô formula name manager. Và để ý nè, ví dụ cô sửa edit thì chỗ này cô có thể sửa tên, ví dụ cô thêm vô chữ màu ha. Muốn sửa thì phải vô đây thôi. Còn đặt tên thì vô name box, đặt xong rồi enter được. Sửa, xóa phải vô đây. Cô có thể sửa tên và sửa vùng tham chiếu chỗ này nè. Cái tên màu vàng nó là cái ô C3 trong sheet 1 ha. Và để ý là chỗ này nó có đô la, vậy có nghĩa là tên mình đặt là địa chỉ tuyệt đối ha. Còn tên Excel đặt thì nó có thể tuyệt đối, có thể tương đối, tên mình đặt là địa chỉ tuyệt đối. Rồi ok, vậy thì
chỗ này nó cũng tự động đổi thành màu vàng hen, màu vàng nhân xanh đó. Xóa thì vô đây delete, ok.